Chúng ta sang dạng thứ hai. Đó là kim loại, oxit kim loại. Ví dụ như là em chú ý cho thầy, đầu tiên là loãng thì nó ra được ion kim loại Fe. Ở đây thầy giải thích cho các em tại sao thầy đóng dấu hai cái nguyên tố ion của kim loại đấy. Là vì thế này này. Khi cộng với H24 rất nhiều em vẫn hiểu được cái phản ứng này nhưng không hiểu được bản chất của phản ứng. Tại sao khi phản ứng H24 loãng thì cứng kim loại đứng trước hydro trong dạy điện hóa mới phản ứng? Là vì trên thực tế khi phản ứng H24 loãng thì nó không giải phóng các khí khác mà chỉ giải phóng hydro. Mà giải phóng hydro có nghĩa rằng là hydro đang bắt đầu là dương 1, về không đóng vai trò là chất oxy hóa. Vậy thì chỉ những chất nào có tính khử mạnh hơn hydro thì mới đưa hydro về trạng thái H cộng đóng vai trò oxy hóa được, cho nên mới đẩy hydro ra được. Do đó các em cũng lưu ý luôn là khi cộng HNO3 thì không cần quan tâm là kim loại đấy đứng trước hay sau hydro trong dạy điện hóa. Bởi vì không bao giờ giải phóng hydro thì ta không quan tâm đến điều đấy. Ta chỉ quan tâm đến nó sinh ra các sản phẩm khử là những sản phẩm gì thôi. Chính vì thế cho nên trường hợp loãng thì số oxy hóa các em cần lưu ý cho thầy hai điểm. Thứ nhất, số oxy hóa các kim loại ở trạng thái trung bình. Ví dụ như là Fe cộng H24 loãng thì nó ra Fe dương 2 thôi, cộng hydro thôi. Nhưng nếu Fe cộng với H24 đặc thì lại có hai khả năng, một là đặc nguội, hai là đặc nóng. Thì các em chú ý, thì phần trường hợp này rất dễ. Trường hợp này các em làm, các em phải chú ý đến cái số mol hydro bay ra để các em áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cũng được, bảo toàn điện tích được, bảo toàn nguyên tố cũng được. Các em chú ý cho thầy. Thì đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó là kim loại cộng oxit kim loại cộng với H2S4 đặc nguội. Thì các em chú ý này, chú ý là FeAl thụ động còn nguyên tố nữa nhưng mà nên không phản ứng. Các em chú ý cho thầy, con đám họ đã vận dụng cái tính chất này để ra cho các em rồi. Thế còn kim loại oxit chấm chấm cộng với H2S4 đặc nóng thì nó ra được kim loại ion kim loại N hóa trị cao nhất này, cộng với này sản phẩm khử cộng với là nước. Sản phẩm khử cái này rất dễ, thông thường đó là SO2, thậm chí là S, thậm chí là H2S, các em chú ý cho thầy. Nhưng đây là sản phẩm các em gặp nhiều nhất trong quá trình làm. Còn phương pháp cân bằng cũng y hệt như phương pháp thầy đã hướng dẫn cho các em, y hệt như thế. Trong trường hợp này các em cần lưu ý cho thầy về tính chất của phản ứng nhá. Thế còn nếu các em làm được rồi thì các em chú ý cho thầy là những bạn đã có hướng giải quyết rồi thì các em không cần làm sâu nữa, các em chỉ cần lấy bài tập ra các em làm và các em kiểm tra đáp án xem cái cách thức của mình làm nó được chưa, thời gian người ta cho phép mình làm nó đúng chưa, rồi quy trình mình làm đã ổn chưa, để các em làm sao để có được một cái kết quả trong cái cách làm mình tối ưu nhất. Dạng 3. Đó là kim loại
oxit kim loại cộng với phi kim. Cái này thầy không làm nữa vì chúng ta có nhiều. Cái này rất đơn giản vì thường là phản ứng trực tiếp. Dạng 4, là phản ứng điện phân. Điện phân là một quá trình oxy hóa khử trên bề mặt các điện cực với tác dụng của dòng điện một chiều. Điện phân có điện phân nóng chảy và điện phân dung dịch. Điện phân nóng chảy này các em đã học rồi. Bây giờ thầy lưu ý lại một chút điện phân dung dịch. Thầy nói qua cách viết điện phân dung dịch. Viết điện phân dung dịch FuCOSO4 thì to ra là cái gì đây? Cu cộng với H2SO4 cộng nước cộng với cái gì bay lên đây, oxy hay hydro đây. Thầy hướng dẫn cách để viết điện phân để xác định những bài toán oxy hóa khử phần này. Thì các em chú ý, đối với điện phân đồng clorua và đồng sunfat thì tại sao đồng sunfat khi các em viết phản ứng phải viết cả nước mà đồng clorua thì các em chỉ viết nước ở trên phản ứng thôi chứ không có tham gia của nước, mặc dù nước đóng vai trò để tạo ra dung dịch để cho nó có điện phân. Thế tại vì thế này các em chú ý này, thầy phân tích luôn. Có hai cực. Các em chú ý trong điện phân thì ta có đồng 2 cộng H cộng của nước này, SO42 trừ này và OH trừ này. Các em chú ý để xác định vai trò của điện phân thì các em xác định đây có hai cặp, một cặp đóng vai trò oxy hóa, một cặp đóng vai trò là khử. CO2 cộng và H cộng thì anh nào đóng vai trò là chất oxy hóa trước? Chắc chắn đó là CO2 cộng. Là vì thế này này, bởi vì trong trường hợp CO2 cộng và H cộng mà các em không biết cách để nhớ đâu là đóng vai trò trước thì các em lại quay ngược lại là hydro và Cu thì anh nào có tính khử mạnh hơn? Chắc chắn hydro có tính khử mạnh hơn Cu, chứng tỏ CO2 cộng có tính oxy hóa mạnh hơn H cộng. Cho nên ở cathode chắc chắn Cu2 cộng cộng 2E về Cu0. Vậy thì hydro đây chưa tham gia gì cả. Bây giờ ở anode, anode nhé, thì SO42 trừ và OH trừ đóng vai trò là anh nào sẽ đóng vai trò là chất khử đây? Thì thầy hướng dẫn này. SO42 trừ thì lưu huỳnh đã dương 6 rồi, không lên được nữa. Lưu huỳnh dương 6 vì đóng vai trò là chất khử thì có nghĩa nó phải lên. Mà trong trường hợp lưu huỳnh dương 6 không lên mà chỉ có khuynh hướng xuống, mà ở đây là đóng vai trò chất khử, cho nên góc SO4 này không tham gia. Vì vậy thầy cô các em hay dạy cho các em là góc SO4 không tham gia điện phân là vì thế. Còn bản chất của nó các em hiểu dễ. Còn OH trừ đây thì là hydro dương 1 rồi không lên được nữa. Vậy chỉ có oxy âm 2 lên oxy 0, cho nên ta có OH trừ về O2 cộng nước. Và ở đây là cộng với cộng bên này cộng với 4E. Là vì sao? Ở đây thầy cân bằng cho các em 4 hydro nên ở đây có 4E. Vậy các em dựa trên cân bằng, đây thì nhận 2E, đây cho 4E và tỷ lệ là 1:2. Thế nếu thầy thay gốc này bằng gốc siêu trên L2 thì cơ lo trừ ở đây đi. Thì thầy lưu ý là cơ lo trừ và OH trừ thì OH trong OH trừ thì oxy đóng vai trò âm 2 đóng vai trò là chất khử nhé. Thì thầy lưu ý là cơ lo và oxy anh nào đóng vai trò chất oxy hóa mạnh hơn? Rõ ràng oxy đóng vai trò chất oxy hóa mạnh hơn. Vậy thì cơ lo trừ đóng vai trò khử mạnh hơn oxy âm 2. Cho nên tham gia cơ lo trừ trước. Vì vậy anh này không còn H cộng giữ nguyên, OH trừ giữ nguyên, cho nên nước vẫn giữ nguyên, không tham gia của gốc nào, ion nào của nước, cho nên ta không có nước. Vì vậy ví dụ các em viết là CuCl2 thì các em chỉ cần điện phân dung dịch ra Cu cộng CL2. Ở đây thầy nhắc lại một chút về điện phân. Thế còn bài toán điện phân thì các em biết rồi, M bằng AIT C
CNF. Cái N này là số E nhận ở cathode. Nói cách khác, ngày xưa theo Faraday thì N là số hóa trị của nó, hóa trị của kim loại. Chính vì thế cho nên là các em cũng có thể hiểu như thế. Nhưng có một vài trường hợp nếu hiểu như thế thì các em rất khó. Ví dụ như là trong quá trình điện phân, có thể điện phân từ dương 3 về dương 2, sau đó điện phân tiếp một lần nữa, thì các em chú ý cho thầy để dẫn đến cái công thức này. Trong trường hợp các em người ta ra đề thì người ta chỉ áp dụng công thức này thật tốt. Và trong quá trình điện phân thì các em cũng lưu ý cho thầy là có rất nhiều giai đoạn điện phân. Ví dụ như các em điện phân dung dịch là COSO4 với KCl chẳng hạn, dung dịch này. Thì ở bên này là CO2 cộng tham gia chất khử oxy hóa, còn bên này thì clo trừ để tham gia đóng vai trò là chất khử. Thì đây là điện phân dung dịch của một hỗn hợp nhiều chất, thì các em phải tách thành từng giai đoạn để điện phân. Và nếu hết tất cả các chất rồi thì các em cần lưu ý cho thầy một trường hợp đặc biệt, đó là nước điện phân giữa hai cực H cộng và OH trừ.